Thưa quý vị, đã nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội hàng ngày phải sống trong sợ hãi bởi ô nhiễm. Khói bụi và nước thải độc hại xả thải trực tiếp ra môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhiều hộ dân nơi đây. Đáng nói hơn cả là người dân đã nhiều lần phản ánh, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn chưa hề có hành động cụ thể nào giải quyết vấn đề này. Sau nhiều năm, những chiếc lá này dần biến thành màu trắng. Màu trắng phủ kín sân. Đây là hình ảnh chẳng còn xa lạ gì với bà con thôn Đình, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Khoảng 4 đến 5 năm trở lại đây, những cơ sở tự phát giặt bao xi măng như thế này cứ thế mọc lên. Cứ 4 đến 5 hộ thì có một hộ mở cơ sở. Hàng nghìn các loại bao bì đã qua sử dụng được tập kết. Đằng sau những núi bao tải trắng tinh này là khí bụi, là chất thải bốc mùi nồng nặc và là nước thải đục ngầu. Và tất nhiên, đằng sau nó là cả một hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe. Nó cũng ảnh hưởng đến môi trường nước. Thực sự là những gia đình mà sống ở gần cái ao này thì nó cũng ảnh hưởng. Và dùng máy lọc hết rồi nên là nó cũng đỡ. Chỉ là bụi, kiểu như bọn trẻ con ấy hay ho ấy. Nước thì kiểu như nó bốc mùi lên ấy. Kiểu như thật trước đây nhiều cá lắm, giờ cá chết hết rồi, không có cá nữa. Cá vì không thở nổi mà chết. Ngày nắng thì bụi trắng, vào ngày mưa thì nước chảy lênh láng ra đường. Ra cái này thì chúng tôi cũng thông qua vấn đề cử tri, thì chúng tôi cũng có báo cáo đến vấn đề và để như là các chính quyền địa phương các cấp. Thế nhưng hiện tại thì nói chung là cũng đề nghị là đối với lại các cấp ấy, vừa là tính chất là đảm bảo về môi trường, vừa là mang tính chất là tạo điều kiện để cho nhân phát triển được. Đấy, thì cái thứ nhất là như thế, một là có thể là quy vùng cho bà con coi như vậy là phát triển ở các cái vùng mà thuận lợi. Đấy, để tránh cái khu dân cư. Người dân mong muốn chính quyền vào cuộc càng nhanh, càng sớm thì càng tốt. Trong khi chính quyền cấp xã vẫn chưa có hành động cụ thể nào giải quyết tình trạng này. Với cái quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo 12 hộ này sản xuất đúng với quy mô cũng như là đúng với pháp luật bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến môi trường. Chúng tôi là đề nghị các hộ là phải xây dựng cái bể xử lý nước thải đảm bảo để xử lý nước khi mà đổ ra cái rãnh của đường đi của nông thôn và không ảnh hưởng đến môi trường. Nói là một chuyện, nhưng làm được đến đâu lại là một chuyện khác. Vài ngày nữa, Đông Xuân sẽ làm lễ đón nhận xã nông thôn mới. Nhưng người dân chẳng mấy quan tâm, bầy bẩn, độc hại, ô nhiễm môi trường mới là điều họ trăn trở hơn cả. Bãi rác Nam Sơn là khu xử lý chất thải lớn nhất của thủ đô Hà Nội. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 1999 theo công suất thiết kế ban đầu là để xử lý khoảng 1.000 tấn rác một ngày đêm. Tuy nhiên đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 4.000 tấn rác được vận chuyển về đây để xử lý. Tình trạng quá tải cộng với công nghệ xử lý lạc hậu đã khiến cho môi trường của khu vực bãi rác này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vài tháng gần đây, không chỉ bức xúc vì môi trường ô nhiễm do chất thải xử lý chưa hợp vệ sinh, người dân ở Nam Sơn còn phải hứng chịu cảnh sống chung với nước rỉ rác từ khu vực này. Ô nhiễm quá. Không thể ngửi được, nếu mà nó mà mưa xuống mấy cái mùi nó bốc lên không thể chịu được. Sự không chịu nổi của ông Trần Văn Lợi, cư dân ở xã Bắc Sơn, bắt nguồn từ dòng nước này. Theo ông Lợi, dòng nước đen xuất phát từ bãi rác Nam Sơn, chảy thẳng ra kênh thoát nước của xã, đến điểm cuối cùng là sông Công, đoạn chảy qua huyện Sóc Sơn. Cũng từ ngày có dòng nước này, tôm cá tự nhiên và cả trong ao cá của người dân không thể nào sống nổi. Cá ở ngoài sông nó vào đây, cá chấm cá chép toàn 6-7 cân để bắt được. Nhưng từ đấy, khi có cái nước này nó ra, cái này kể cả tôm, tép, ốc, ếch là không có một con nào sống được. Thì môi trường nó bị hủy hoại như này thì bây giờ phải kiến nghị với cả Trung ương làm sao để cho bên đấy nó xử lý thế nào. Chứ không, ở đây người ta đang nói là công nghệ xử lý theo nước mưa, cứ mưa là thả ra. Theo người dân địa phương, việc xử lý chất thải ở bãi rác Nam Sơn trước đây vốn đã gây ra ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ,
Bức xúc vì rác thải còn chưa được giải quyết thì thời gian gần đây bãi rác này liên tục xả nước rỉ rác không qua xử lý ra môi trường. Những dòng thải đen ngòm, hôi thối gây ô nhiễm nguồn nước mặt và đe dọa nguồn nước ngầm của người dân. Còn nước cái này thì bây giờ các cô xem nước này mà bơm lên đồng thì cấy lúa thì xem các cô bảo thế, bỏ cái rau, cái quả, cái lúa, hạt gạo mà thế này thì các cô bảo ăn cái kiểu gì. Thế bảo nhà nước bảo cho hỗ trợ cho di chuyển, mà di chuyển ra đi đất chả có, nhà thì không thì ở đâu. Lo ngại của người dân về việc ô nhiễm nguồn nước ngầm là hoàn toàn có cơ sở. Bởi máy xử lý nước thải trong khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn có công suất nhỏ, không xử lý kịp nước rỉ rác. Thế nhưng thay vì ghi nhận thực tế để có biện pháp xử lý, Ban Quản lý Bãi rác Nam Sơn lại cho rằng nước đen không phải là nước rỉ từ bãi rác mà chủ yếu là do bùn lắng ở phía dưới kênh mương bị các đơn vị thi công gần đó khuấy lên. Thì như cái bùn thì là nó tích tụ từ các cái năm khi mà trời mưa gió, rồi là những cái bùn mà chúng ta ở những cái đường rửa đường rồi là những cái bùn mà khi mưa gió những cái, nó ở cái tuyến cống thoát nước nó chảy ra. Tức là không phải không liên quan đến bãi rác ạ? Không liên quan bãi rác thì bãi rác thì tất nhiên là nó cũng từ ở cái bãi rác ra, và thì những cái bùn đấy thì nó cũng, cái đấy thì cũng từ tích tụ từ nhiều năm, mười mấy năm, 6 năm nó trở lại đây. Thế nhưng với những hình ảnh này, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể phân biệt đây là bùn phù du hay là nước thải. Và trong lúc lãnh đạo khu xử lý Nam Sơn khẳng định nước từ bãi rác quá tải này đạt tiêu chuẩn, thì bên ngoài kênh mương, những dòng nước thải đen ngòm vẫn ngày ngày chảy thẳng ra môi trường. Cuộc sống của người dân vẫn tiếp tục bị đảo lộn.